Sản phẩm Nutrimen Titanium, đêm lót sinh học 4-in-1, giải quyết hết các vấn đề nhức đầu trong chăn nuôi cho nhà nông. Sản phẩm của tập đoàn VMC Group Việt Nam được sản xuất và đóng gói tại Cần Thơ. Sản phẩm này có dạng bột mịn, được tổng hợp từ hàng tỷ vi khuẩn có lợi và các thành phần thảo dược. Với công dụng khử được mùi hôi, khí độc trong chuồng trại, phòng chống dịch bệnh, phòng các loại bệnh về đường hô hấp do vi khuẩn có hại gây nên. Đối với nuôi lợn gà thì dùng sản phẩm này không cần phải dọn rửa chuồng trại hàng ngày mà vẫn đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, còn phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải và thức ăn dư thừa của tôm cá, làm sạch đáy ao nuôi, phòng được các bệnh về đường tiêu hóa cho tôm cá. Chính vì tính năng này nên nó có thể thay thế được kem ca, kem B, kem gốc trên thủy sản. Cách sử dụng: với 1kg đệm lót sinh học, xử lý cho 3.000 mét khối nước định kỳ 1 tuần trên 1 lần. Để đạt hiệu quả, chúng ta sử dụng kết hợp 1kg đệm lót cộng 1kg mật dì đường. Nếu không có mật dì đường thì có thể thay thế bằng 0,8 lít đường nâu cộng 10 lít nước, ủ trong vòng từ 10 đến 24 giờ, sau đó tạt đều lên bật ao. Sản phẩm này thật hữu ích phải không nào? Còn chần chờ gì nữa mà không nhấc máy lên liên hệ ngay tới số hotline 0947 464 464 để được hỗ trợ trực tiếp từ phía chuyên gia của chúng tôi.